Và như vậy, còn thời Catfish sẽ là người giành phần kiểm soát bóng ở trong thi đấu đầu tiên này. Bóng đang ở trong tay của số 0 Nguyễn Vũ Hoàn. Anh Sang là một trong những cầu thủ có màn trình diễn ngoạn mục, giúp cho Cần Thơ Catfish hủy diệt Đà Nẵng ở trong trận đấu gần nhất. Tiếp tục là một pha phối hợp của anh em nhà họ Đinh. Và người vừa kết thúc rổ là Đinh Đồng Phá, nhả ra cho Võ Thanh. Một pha úp rổ đẹp mắt của Zach Emmons sau khi tận dụng tốt second chance của mình. Điểm cho Vũ Hoàng trong hóa bóng vừa rồi. Zach Emmons rất mạnh mẽ, rất khéo léo. Vừa rồi là một pha xoay trở tốt của trung phong người Mỹ. Võ Văn Thành rất nhanh. Một pha block tốt của Hamilton. Hai điểm nữa cho Đà Nẵng Dragon. Tâm Đình, quyết định ném vào. Có 3 điểm cho Tâm Đình. Quyết định khá táo bạo của Tâm Đình. Quyền ngang cho cầu thủ Đà Nẵng. Dạ Amon. Chris đái cờ, vẫn đang là Chris. Rất mạnh mẽ. 2 điểm nữa cho Đà Nẵng. Tâm Đình. Pha phối hợp rất hay của anh em nhà Sang Đình, Tâm Đình. Và vẫn đang là các cầu thủ Cần Thơ. Trọng tài đã cất còi và chúng ta hãy cùng chờ xem. Và như vậy là lối điểm. Sang Đình rất chống trải. 3 điểm cho Sang Đình. Dễ khi mà các cầu thủ Cần Thơ Catfish đã bắt tài được. Và vừa rồi là một pha layup rất đẹp mắt của D'Angelo Hamilton. 2 điểm nữa cho Cần Thơ. Pha xử lý hay của Nguyễn Vũ Hoàng. Nhưng mà trong pha kết thúc thì anh đã có một chút chủ quan. Phú Vinh. Một pha xử lý tốt của Phú Vinh. 2 điểm nữa cho Cần Thơ. Hội ý cho cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Chuỗi lên điểm rất hay của cầu thủ Cần Thơ Catfish. Sẽ cùng chờ xem lối chơi của anh có khởi sắc như màu của đôi giày không. Tiếp tục là một pha block nữa của Hamilton. Thì tâm lý thi đấu của họ là trùng xuống. Một pha thi đấu rất mạnh mẽ của Chris Dyker. Và một pha tiếp viên thành công của Zach Amon. Thổi động. Các cổ động viên của Cần Thơ thật sự rất nhiệt. Một pha play up rất hay của Nguyễn Vũ Hoàng. Hồ Đức Nguyễn. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Quyết định đột phá rất nhanh của Hồ Đức Nguyễn. Tiếp tục là một pha phòng ngự nữa của Hamilton. Vũ Hoàng rất nhanh cho Lê Hiếu Thành. Đang là Vũ Hoàng rất khéo léo và vô cùng đẹp mắt. Và phán đoán phòng ngự tốt. Và đây là Zach Emmons. 2 điểm nữa cho Đà Nẵng. À bên này Hồ Đức Nguyễn. 2 điểm cho Hồ Đức Nguyễn. Hamilton. Vẫn đang là Hamilton. Và lực lượng vào trong rất hay. 2 điểm nữa cho Cần Thơ. Và tấn công. Bình Khang. Võ Thành chống trải. Có 3 điểm cho Võ Thành. Nguyễn Hoàng Tú. Hamilton. Và lời đáp trả của Hamilton. 2 điểm nữa cho Cần Thơ. Zach Emmons chuyển tốt. Chris Dyker rất lất léo. 2 điểm cho cầu thủ Tâm Đình. Sang Đình. Tiếp tục là một pha xử lý hay của Sang Đình. Vẫn rất nhanh. Pha chuyển tốt của Sang Đình cho Nguyễn Hồng Tú.
Hai điểm rất nhanh của cầu thủ Cần Thơ. Oleg Nguyễn rất hay, pha lên cầu đầy quyết đoán của Oleg Nguyễn. Pha xử lý của Duy Hậu là chưa đủ tốt. Lỗi là của Sang Đình. Đang là các cầu thủ Cần Thơ. Phú Hoàng, Tâm Đình. Không có 3 điểm cho Tâm Đình. Chưa thể có điểm cho các cầu thủ Cần Thơ. Và cuối cùng thì cũng đã có 2 điểm cho Tâm Đình sau chuỗi những pha tấn công. Thủy Thần, Horek, Amon. Một pha xử lý hay của Gia Amon, đầy quyết đoán. Còn 3 giây ném rổ, 1 giây. Một pha thi đấu tốt của Hamilton. Thi đấu phía Cần Thơ Catfish, D'Angelo Hamilton. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với cuộc phỏng vấn của MC Trúc Anh với MVP của trận đấu ngày hôm nay, D'Angelo Hamilton. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.